đang xem video của mình nhá. Hôm nay, trước khi bắt đầu video, để cho mình một like và share đăng ký nha. Ok, thì hôm nay RoboQuiz đó chính là cái gì ta? King of Quark đấy. Máy chủ King of Quark, thế thì nó sẽ hiểu nhá. Đã ra một con cua mới nhưng mà chưa ra mắt chính thức nhá. Mới kiểu cho xem trước thôi, cho xem trước nhá hàng mà nè. Demo nhá. Rồi, nhá hàng. Đây, chúng ta cùng xem nào. Đây là một con cua mới. New Quark. Đây, xem về ngoại hình trước em nhá. Tên thì thôi đóng tên trước đi. Cái tên nó lên tất cả con ạ. Tên nó lên tất cả. God Crab à? God có nghĩa là ma. Crab có nghĩa là cua. Cua ma? Ảo thật đi. Cua đã thành ma rồi, không đi đầu thai. À chắc con này bị ân oán cái gì con ạ. Chắc bị mình giết theo ân oán nên bây giờ hóa thành God Crab rồi con. Thì nhìn ngoại hình của nó chả khác gì con cua biển. À không, nhìn giống con cua cầu vồng mới ạ. Nhìn giống con cua cầu vồng. God Crab mà sao nó lại không vô hình ta. Ảo thật đấy. Thế nào? À, con này có khả năng ẩn thân chi thuật Hasaki. Con lại đây, mình sẽ ở đoạn đầu con nhìn nào. Ở đoạn đầu nhá, con cua. Đây. Con cua này, đấy con cua này đúng không? Nó bật skill phát ẩn thân chi thuật Hasaki. Nhưng mà có thời gian không ạ? Ẩn thân kiểu mai mà, nhưng mà ẩn thân mới có tí thời gian này. Đây, New Sport Weapon. Thì weapon, sport có nghĩa là thể thao. Weapon có nghĩa là vũ khí. Weapon nghĩa là vũ khí các bạn. Nghĩa là vũ khí thể thao, ok. Thế nào? Đầu tiên là một cái vật tennis hay sao? Không biết một tennis vượt cầu lông. Vượt cầu lông em ạ. Gậy gôn. Bóng bàn. Crab pet. Cuộc. Đâu xem con nào. Pet. À con đại bàng. Có con đại bàng ở trên đầu con ạ. Có con chim hải âu à. Chắc là hải âu con ạ. À xem nào. Úi trời ơi. Pet Sosarus là cái gì? À con những con pet này nó chung một gì? Uầy, đây là con pet chuồn chuồn, nó có khả năng khi mình đánh mình sẽ hồi phun máu con ạ. Con chim ghen. À không, chắc là kiểu Brad thấy Garena nên là có pet nên là quyết định sắm ngay cho mình mấy con pet. Don, con pet Don ở à là cái phở lái cam. Đúng rồi, là cái phở lái cam. Con này nó có thể tạo ra nó tạo ra một lớp khiên con ạ. Tem Death Smart, chế độ chơi tem. Mình thích chế độ này con ạ. Tem có nghĩa là đồng đội. Deathmatch, death tức là chết. Match là cái gì mình cũng chả biết. Match chắc là điểm con ạ. Đây, hai tem sẽ solo với nhau. Em biết không, cái chế độ kiểu FIFA tử chiến ấy, hai tem sẽ solo với nhau xem là tem nào được nhiều điểm hơn. Đây, trong vòng 4 phút con ạ. Hay đấy, đáng để chờ đợi con ạ. Nào. Đây, thêm tem đây con ạ. Grab Spore. À là cái chân con ạ. Con này có cái chân này à. Cái giày con ạ. Úi giời nhiều giày vãi à. Cua mấy cái giày này tầm phải là 1, 2, 3, 4, 8 cái chân. 8 cái chân, 8 cái giày thế này thì tốn tiền mua giày. Lội vài bước rách giày nhá. Boxing, à boxing con ạ. Scooter. À chắc chắn sẽ có skin mới. Đấy, để chơi tim đó. Mega Big King of Crab. Nói chung là nay là sẽ có những điều đặc biệt. Điểm nhấn nhá. Mình không nói đến mấy cái giày đâu. Điểm nhấn đặc biệt nhá. Có ảnh hưởng đến game. Nói chung là có ảnh hưởng đến game cho nó dễ. Thứ nhất, đó chính là con cua mới. Người ta gọi là God Crab, tức là cua ma. Thứ hai, skin không quan trọng mà ạ. Giống như là ảnh hưởng thôi. Thứ hai là những con pet. Con pet nó có khả năng thứ nhất là đánh xong hồi máu này. Thứ hai tạo ra khiên này. Thứ ba là cái gì nữa nhỉ? Thực kệ nôm nôm na là có pet và tăng khả năng. Thứ tư là có những cái vũ khí mới, những cái mũ mới con ạ. Có những cái mũ mới. Và đặc biệt mình thấy trong cái này là mình con cua thì có khả năng mình sẽ không mua được. Nhưng mà có cái chế độ tem Deathmatch là mình thích con ạ. Phối hợp đồng đội đây. Rồi mà không biết có được mở mic không nhỉ? Mở mic ra khéo có mấy thanh niên trẻ trâu chửi nhau. À mình có phải trẻ trâu mà. À không. Kiểu trẻ trâu hay đi chửi thôi. Mình cũng là trẻ trâu nhá. Nhưng mà thôi, thấy video nó có hạn mà review nó cũng xong rồi. Nhớ ký cái video cho mình một like, một xem cái nhạc thôi. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.